Đoàn công tác Công an thành phố Cần Thơ do Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng quà cho hạ sĩ Trần Nhật Tân, đang là công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trước đó, trong quá trình tham gia tập luyện môn bơi ứng dụng nâng cao, hạ sĩ Trần Nhật Tân đã không may xảy ra tai nạn gây chấn thương đốt sống cổ số 5 và bị dập tủy. Hiện tình hình sức khỏe đồng chí Tân vẫn còn yếu, chấn thương nặng nên thời gian điều trị có thể còn kéo dài. Đại tá Trần Văn Dương đã ân cần thăm hỏi, động viên hạ sĩ Trần Nhật Tân yên tâm điều trị, sớm bình phục để tiếp tục công tác, đồng thời trao tặng cho gia đình số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc.